Có một bài ca lớn lao dành cho những điều nhỏ nhặt. Có một điều người ta thường cho là bí mật được giấu kỹ, hóa ra là giản dị lạ thường. Giữa sự vận hành náo nhiệt của cuộc sống, có một vị khách bộ hành lặng lẽ, mang trong mình nỗi ám ảnh bởi một vụ tai nạn giao thông khi còn trẻ. Cứ thế, mặc cho trời nắng gắt hay những lúc mưa to, cô ấy vẫn đi về. Rõ ràng, chúng ta ai cũng có những góc khuất, có bao nỗi niềm chôn xấu, và tôi cũng vậy. Tôi miệt mài nắn nót từng con chữ, tôi khát khao khám phá thế giới qua từng trang sách, tôi nâng niu từng bức họa đầu đời vẽ bằng màu mực của văn chương. Biết bao công sức, quyết tâm, kỳ vọng, tôi đặt vào cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh năm học cấp 2. Vỡ mộng và hẩn hụt, xấu hổ và áp lực, chính sự kỳ vọng từ thầy cô và bản thân quá lớn, tôi đã tự tạo ra cho mình sợi dây áp lực vô hình. Và lời hứa với văn chương chẳng thành, tôi thất bại trong chính ước mơ được đứng trên bục giảng. Tôi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cấp 3. Với chương trình giáo dục phổ thông mới, buộc tôi phải đứng trước sự lựa chọn tổ hợp môn học theo định hướng của gia đình. Dường như ngọn lửa văn chương đã dần tắt, tôi đánh mất bản thân, trở thành một phiên bản chưa từng nghĩ đến. Cô Lê Thanh Hiền đã đến như một mặt trời trong đêm. Chính sự quan tâm, thấu hiểu, ân cần giúp đỡ, cô chủ động khuyến khích, thuyết phục tôi trở lại đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn. Có thể nói, chính sự kiên trì, chân thành cùng tấm lòng yêu thương của cô đã khâu lại những hoài bão từng gian dở trong tôi. Không chỉ là một giáo viên bộ môn, cô còn là người cô chủ nhiệm tận tâm. Cô đã trao đổi, chia sẻ, tháo gỡ khúc mắc và nỗi lòng của tôi với ba mẹ sau cuộc họp phụ huynh. Điều may mắn đầy bất ngờ là ba tôi cũng là một cựu học sinh từng được dìu dắt từ bàn tay cô. Đó là cột mốc đưa tôi trở về với ánh sáng của văn chương. Cô giúp tôi hiểu rằng, bên cạnh mình có những người thầy, người cô vẫn chăm chỉ miệt mài, trao gửi và cho đi. Chẳng cần vinh danh, hô hào, ca ngợi, 25 năm trên lối quen đi về, một người sát cánh đồng hành với bao thế hệ học sinh. Ba tôi, các cô chú, anh chị nhắc về cô bằng cả tấm lòng, tri ân, trân quý và cảm phục. Cô nhẹ nhàng phát ra một thứ ánh sáng thắp lên hy vọng trong đêm. Và tôi đã được rọi soi từ nguồn sáng đó. Tôi luôn mong mình được mãi là những đóa hướng dương. Còn bạn thì sao?